Minh Thúy xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, hôm nay tối thứ hai, 6 tháng 3, 2017, chương trình SBTN Washington DC xin gửi đến quý vị gồm có bản tin quan trọng và IV News, câu chuyện thời sự với Thi Nga. Phần 2 là phóng sự đêm thắp nến, yểm trợ đồng bào quốc nội trong công cuộc cứu nguy tổ quốc tại Eden Center, Fortress, Virginia do Destiny và Nam Anh thực hiện. Sau đây, xin mời quý vị theo dõi bản tin quan trọng. sự giận dữ và thất vọng theo chân Tổng thống Donald Trump trở về tòa Bạch Ốc. Hôm qua, Chủ nhật ngày 5 tháng 3, 2017, Tổng thống Donald Trump đã trở lại Washington, DC sau một cuối tuần nghỉ ngơi ở Mar-a-Lago, nơi mà ông đã thuyết một loạt những cáo buộc là Tổng thống Barack Obama đã nghe lén điện thoại tại tổng hành dinh của ban vận động của ông Trump tại Trump Tower, New York sau khi phát ngôn viên tòa Bạch Ốc ông Sean Spicer đã nói với ông Trump và các nhân viên trong chính phủ sẽ không tuyên bố những gì nữa cho đến khi quốc hội hoàn tất cuộc điều tra. Có khả năng là để tìm cách tránh né những cố gắng bắt ông Trump phải giải thích những cáo buộc của ông. Nội các của Tổng thống Trump đang hy vọng là chính quyền Trump sẽ tạo ra một cái trớn sau bài diễn văn trước lưỡng viện quốc hội hôm 27 tháng 2 vừa qua để tung ra hàng loạt những cải tổ sâu rộng, trong đó có hai vấn đề chính hiện tại là xác lệnh di trú mới và bãi bỏ chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare. Giám đốc FBI ông James Comey yêu cầu Bộ Tư pháp công khai phản bác tố cáo của Tổng thống Donald Trump cho là vị Tổng thống tiền nhiệm Barack Obama đã ra lệnh nghe lén điện thoại của ông ở Trump Tower, New York. Ông Comey nói rằng tố cáo này là sai, và phải được đính chính. Nhưng cho tới chiều ngày Chủ nhật thì Bộ Tư pháp vẫn chưa đưa ra bất kỳ một thông báo nào. Ông Comey cũng đưa ra đề nghị này hôm thứ Bảy sau khi ông Trump đưa ra tố cáo qua Twitter của ông và ông Comey đang làm việc với Bộ Tư pháp để phản bác tố cáo này vì nó ám chỉ là FBI vi phạm luật pháp. Bà Flores, phát ngôn viên của Bộ Tư pháp cũng từ chối bình luận. Đề nghị của ông Comey là một lời trách cứ đáng chú ý đối với Tổng thống đương nhiệm, đồng thời đẩy giới chức an ninh hàng đầu của quốc gia vào tình huống nghi ngờ sự trung thực của Tổng thống Donald Trump. Theo bình luận của tờ New York Times, sự đối đầu giữa ông Trump và ông Comey là một hậu quả nghiêm trọng nhất đối với hàng loạt tweet của Tổng thống gửi ra vào cuối tuần vừa qua. Và sự kiện này cho thấy hành động của ông Trump và các phụ tá của ông nguy hiểm như thế nào chuyện tung ra một tố cáo không có một bằng chứng về vị tổng thống tiền nhiệm sẽ hủy hoại chính quyền non trẻ của tổng thống Donald Trump. Trong khi đó thì xuất hiện trên chương trình Meet the Press của đài NBC hôm Chủ nhật, ông James Clapper, giám đốc tình báo quốc gia dưới thời tổng thống Obama nói, không có gì chứng minh lời tố cáo của tổng thống Donald Trump. Các giới chức khác làm việc dưới thời Obama cũng bác bỏ tố cáo này. Ông Josh Earnest từng là phát ngôn viên tòa Bạch Ốc của ông Obama, nói rằng các vị tổng thống không có quyền đơn phương ra lệnh nghe lén công dân Mỹ như ông Trump đã tố cáo. Hôm qua, tòa Bạch Ốc yêu cầu quốc hội hãy xem xét lại là chính phủ Obama có lạm quyền điều tra trong chiến dịch tranh cử năm 2016 và trong cuộc điều tra đang diễn tiến về ảnh hưởng của Nga trong cuộc bầu cử tổng thống 2016. Và kính thưa quý vị, sau đây, tin Tổng thống Donald Trump quyết định bãi bỏ Iraq ra khỏi danh sách cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Sắc lệnh về nhập cảnh mới của Tổng thống Donald Trump cho là sẽ rút Iraq ra khỏi danh sách các nước có công dân phải đối diện với lệnh cấm tạm thời vào Hoa Kỳ. AP đưa tin, các nhân viên tòa Bạch ớt được giấu tên cho biết quyết định đưa ra sau khi ngủ giác đài và Bộ Ngoại giao gây áp lực các cơ quan này hối thúc tòa Bạch Ốc phải cân nhắc lại việc cho Iraq vào danh sách, bởi vì nước này có vai trò then chốt trong cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo. Ông Trump đã ký xác lệnh mới trong ngày hôm nay, một xác lệnh mà trước đó áp dụng cho các nước có đa số dân theo đạo hồi bị các tòa án liên bang ngăn chặn. Trong bài phát biểu đầu tiên trước Quốc hội Mỹ kể từ khi nhậm chức hôm 28 tháng 2, ông Trump đã trình bày lập trường mềm mỏng hơn về chính sách nhập cư so với chiến dịch tranh cử tổng thống và trong tháng đầu khi ông nhậm chức tổng thống trump đã nói tôi tin rằng cuộc cải cách nhập cư thật sự và tích cực là khả thi với điều kiện là chúng ta phải tập trung vào các mục tiêu sau cải thiện vấn đề việc làm và lương cho người mỹ tăng cường an ninh quốc gia và khôi phục lại sự tôn trọng đối với luật pháp của chúng ta trong tháng đầu tiên của ông trump tại tòa bạch ốc chứng kiến cuộc chiến về lệnh cấm nhập cảnh người dân từ bảy nước theo hồi giáo các cuộc công kích từ phương tiện truyền thông và những lời chỉ trích của các thẩm phán ngăn chặn xác lệnh của ông